Hôm nay là 15 tháng 5 năm 2016, đang quay mấy cánh để chị Hương ở số phố nó Bồ Đề. Chị ngắm lấy chiếc cánh thứ nhất. Cái cánh này thì vân cũng là tương đối đẹp. Những cái vân đấy, những vân sọc đen là cái cánh là cánh vuông, phù hợp với cái tủ vuông. Thậm chí là cái khung vân cũng đẹp. Đây là cái hồi của nó. Trong